À, có một vị bà thượng dạy một câu rất là hay. À, Ngài nói rằng à, có khi mỗi ngày chúng ta niệm Phật mót máy mà còn hơn những thời chính. Nên chúng ta tu gì giống như mót. Lễ Phật 40 phút, chút xíu xong. Bấm số niệm Phật cũng mót. nha tuy ít 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 nhưng mà quý vị thấy cái thời điểm này là quý vị tu nhiều nhất nè thì chúng ta thấy rõ ràng đó à, những đức à, đi tu mười mấy năm mà thời điểm này là những đức lên chánh điện tu nhiều nhất mót quý vị chút 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 mà mót suốt luôn bởi vì để ý nghe một ngày đi qua rất là mau như quý vị à sáng tuần thờ xong ăn cơm đó khi uh, ăn cơm xong cái có việc gì làm làm lây quay cái tới giờ lên lễ phật bốn chục phút lễ bốn bốn chục phút mà giờ này uh, cũng chín uh, giờ bốn mươi phút rồi nè không? nói chuyện chút mới thấy mười giờ <laughs> chút 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 nhưng mà không có đơn giản đâu xong rồi ở đầu uh, lay quay tới giờ ăn cơm ăn cơm mới xong ngủ giấc <laughs> nào ngủ giấc thức dậy uh, tiếp tục lấy vật thờ nữa <laughs> lấy vần thờ uh, nữa thì thế hai giờ năm mươi hai giờ năm mươi xong uh, cơm nước này kia khoảng bốn uh, 4 giờ bốn giờ mấy thì ăn cơm ăn cơm cái quý uh, vị làm gì chút chút vậy đó cái lấy quay cái tới sáu giờ rưỡi tu nữa cái qua ngày <laughs> xong rồi tám giờ tu chín giờ tu thấy chưa nó 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 gì nhưng mà nó liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục cái thời gian chốc thì bấm số niệm phật cần hoặc làm gì rồi tới lấy quay tới lễ phật nó có một vị tổ sư nói câu bạn đang ở đâu bạn niệm phật là bình an ở nơi đó nhà bạn nho nhỏ bạn ở trong nhà đó niệm phật thì ngôi nhà bạn bình an đó. <laughs> vì nhớ cái công đức niệm phật và cái phước báo thế gian hoàn toàn khác vì nhớ rằng là cái công đức niệm phật cho vì cái bình an thầy bình an nội tâm nhưng cái công đức niệm phật vì theo đi, đi, theo chiều hướng của nhân quả tuy vị niệm phật lễ phật cầu sanh cực lạc nhưng thật sự cái công đức thì đi theo chiều hướng của nhân quả nó tự nhiên đi theo định lực nhân quả giống như vị thấy vì không có gì nhưng trước nhất là nó được cái sự bình an của nội tâm đó là cái cực lạc nội tâm hiểu chưa nhưng mà nó đi theo chiều hướng của nhân quả là mình gieo nhân gì mình sẽ đến cái quả bao đó nhưng cái công đức niệm Phật nó tích tụ cho mình Đến khi một ngày nào quý vị sẽ thấy nó cực kỳ thù thắng Cái phước báo thế gian thì nó ùng 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 lên lên thế. Sự chạy theo sự tán thán ùng 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 lên lên như thế. Nhưng mà nó phút chốc rồi nó tan biến Nhưng cái công đức sức thế gian nó rất lạ Công đức sức thế gian nó cho mình cái bình an Và biết đủ thường vui và âm thầm Sống và âm thầm tu hành công đức, nó, cái công đức nó giúp cho mình biết an phận, thật sự. nên cái việc mà mình mà dụng công mình tu tâm mình nó dịu xuống liền, đó là công đức. sanh công đức là nó dịu tâm, nhưng sanh phước báo thế gian thì nó phóng ra, giống như nó phóng áo có khó có nước vậy đó. nhưng mà cái việc cái biết cái gì háo hức là dễ té, nguyên lý là gì? Đó. nên nó hiểu được nguyên lý này rồi, mình thích niệm phật tại vì mình niệm phật nó an định tâm mình chữ định là nó biết an phật chữ định là nó biết an phật nên từ nơi đó mà mỗi ngày mình tu tập xong mình nói chuyện một chút gì nè biết sao vì khi mình tu xong mình nói chuyện đó, nó đi vào được cái tâm mình ví dụ như cũng cái đoạn nói chuyện này mà cái giờ không tu nó nghe khác còn cái vừa, cái giờ vừa tu xong nghe khác vì mình vừa tu xong mình mở tâm mình ra Nếu mình nói gì bổ nguyện niệm Phật Thì tự nhiên nó lọt vào cái Tâm mình Nó tích được cái năng lượng Và nó sanh cái sự háo hức tu hành Không có ngao ngán Không có chán đạn Nên nhớ Nên bây giờ cái đậu tràng không chung mình Nó thành một cái Cái đậu tràng mà theo thờ khóa tu Như ở chùa Thấy rõ ràng không Mà nó còn tăng thêm hai thờ 8 giờ và 9 giờ. Chi thêm thời 12 giờ khuya của mỗi tuần thứ bảy và 14 29. Bữa nay như 28 rồi, phải không? sắp sửa 29 rồi. Đó. Ừ. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là nó giúp mình có thời gian để lý được cái phước báo. Thí dụ như giờ mình ở bên Mỹ đi không có mấy người ta niệm Phật. Nhưng cái phòng của mình niệm Phật. Cái nơi mình tu hành. Cái nhà đó là đại phước báo. Dù cái nhà đó họ không có giàu như cái nhà. Một số nhà người ta làm ăn lớn. Nhưng cái nhà đó là đại phước báo. Nên tổ sư mới nói rằng là. Người nào niệm Phật thì cái tâm người đó sẽ an. Mà nhà nào niệm Phật. Thì nhà đó sẽ tức khắc. Có đại phước báo cái nhà đó không đơn giản ừ. nên đó, từ nơi đó mà những đức nói rằng là mình mỗi ngày 40 phút 40 phút 40 phút gì đó nhưng mà vị có thời gian được vô tu là cũng là duyên phước thù thắng lắm mà mới tu được đấy có nhiều người người ta không sắp xếp được thời gian á. và có những người sắp xếp được thời gian mà tu không vô được thì biết á. mình tu mà nó vô được nó an lạc Tại vì cái tạp tâm của mình giảm bớt tối đa nó mới tu vô Còn cái tâm mà nó phóng này nó phóng nó kia phóng đồ nọ tính này tính kia tính nọ Vô tu sẽ không vô tu được Vì để ý đi Lúc quý vị dọn hết cái tâm Mà đi vô tu Thì quý vị sẽ an định tu nhìn ngay Phật Recording Nhưng khi quý vị mang một Công việc vô tu Vì vừa tu bị ngóng đồ này ngóng đồ kia Ngóng đồ nọ tùm lum tùm lại. Thì vì vị thấy ngày xưa mà những đức khi mà lên lễ Phật Con mắt những đức nó giáo giác giáo giác giáo giác Giờ lên tu mà nó còn nhìn coi công việc gì để nó tính toán sắp xếp Nên mang công việc lên đó đi Tuy nói là niệm Phật nhưng thật sự là Có Phật hiệu phía sau mà đẩy công việc ra phía trước Nếu cả đời mà vậy thì không có kết quả Đại lão ở không ngày giảng thì cũng nói bạn lên bạn niệm Phật dù là mấy chục phút Nhưng mà bạn hãy dọn hết bớt công việc đi Dọn đi Rồi bạn lên bạn chú tâm tu một thời cho đàng hoàng Khi bạn chú tâm tu một thời cho đàng hoàng Thì tức khác bạn có kết quả tu liền Có kết quả Hôm qua giờ bị ho Nên cổ nó bị đau mình thấy này lên tu bị ho Nên tiếng nói chuyện nó bị nặng nặng chút Nhưng mà cái tiếng này nó nặng gì Mà mình mà gán mình nói mạnh lên thì đau cổ nó vừa vừa gì thì nhẹ không sao bởi ừ. vì cũng nghe được mà phải không Điều nhất là nó háo hức nói nó la lên nó la chút ra muốn bể cuốn họng Nó nói cao vọng ấy mình. Ừ. nên từ nơi đó mà bản thân những đức là người rất thích niệm phật nên những đức nói tại sao lúc những đức bình thường như đức đã nghĩ tới cái chuyện đạo tràng gia đình biết sao vì những đức biết được trong một cái tổ chức sẽ không duy trì được cái việc chiên tu mãi mãi vì những đức ở trong tổ chức những đức biết không duy trì được chiên tu mãi mãi Vì nay người này lên Ngày mốt người khác lên sẽ khác Nếu như ai là người có tâm quyết niệm Phật Chỉ đúng ngay Đạo tràng gia đình quý vị Tam bảo gia đình quý vị là tam bảo Quyết định là ngay quý vị 100% luôn Nên quý vị biết tại sao những đứa có một tâm niệm Mà đặt tượng Phật tặng đi Lúc bình thường những đứa nó nói cái điều mà Nếu sau này những đứa có chuyện gì Là ngay ngôi tam bảo này là quý vị phải niệm Phật Nắm chắc thờ hóa tu đó dù đó như nó nói nhiều lần mà Phải không nói đâu đó. Nên nó cũng có một cái linh tính Nó biết Vì trong cuộc đời này lên cao cỡ nào cũng rớt xuống Chắc chắn vậy luôn Nên một con người mà có tâm quyết cực kỳ mạnh Họ ở nơi nào đó Thì cái nơi đó sẽ bình yên Cái thờ họ còn ở đó Còn khi người mà không có một tâm quyết tu Không có một định hướng rõ ràng Tức khắc bị xây chuyển Nay hướng này mai hướng nọ Chúng sống nơi đó từ từ tan rã sạch Tan rã hết Thì biết rằng Một tổ chức Mà đầu não làm việc mà rớt rớt rớt, rớt đi Là tổ chức nó tiêu điều liền Bức tổ chức nó liền Không nói dòng do chứ. đó. Nên á Vì thấy những đức mà ở một nơi nào đó Là biết thế không Cách tu chia sẻ Phật Pháp đều là hoàn toàn quy nhất. Không có một tác động nào dám nhào vô. Cả hương linh cũng không dám nhập. Chị biết. Tại vì sao? Vì nơi đó nó có một tổ chức quá mạnh. Hương linh cũng không dám nhập. Giống như chủ nhà mà quyết đó. Ai dám xâm phạm. Không? Nhưng nếu chủ nhà mà lơ là nghe ai nói gì cũng tin, cũng nghe nghe viết đó là một tác hại cực kỳ lớn nghe nhiều học nhiều nó không phải là xấu nhưng nếu định hướng của mình mà lung lai là nó sẽ banh chành không tồn tại không phải đơn giản đâu quý vị đó. nên á, quý vị mà tu tập cùng với những đức ấy, cái gì với cái việc mà chuyên tu là quý vị yên tâm <laughs> cái này là những đức chuẩn Chiên tu và coi vật hiệu này là chắc chắn quý vị là những đức là không bao giờ thay đổi cứ bám chắc coi vật hiệu đi rồi vị sẽ thấy thù thắng những đức tin 100% trong tất cả quý vị có nhiều người bị dụng công điện phật lợi ích rất lớn còn cái người mà không quyết tâm trí tâm một câu vật hiệu mà nay đầu này nay đầu kia thì họ sẽ không hưởng được sự an lạc những người này chỉ cần một cơn gió là khỏi cần nói bảo một cơn gió thổi ngang thôi họ cũng rớt đừng nói gì bảo nó công đi còn quý vị mà chỉ cần chăng thật nương một bộ nguyện di đà chăng thật niệm của phật hiệu này nghe vì tin nghe dù có bảo tố cuồng phong quý vị dẫn an định được cái bổ nguyện của phật là nó an định nhất lắm còn nếu như người niệm phật mà không có tính nguyện nghe quý vị rớt quý vị sẽ coi sẽ thay đổi thường xuyên thay đổi liên tục cho quý vị thấy nè cái nơi mà không có tính nguyện Cái người đứng đầu mà không tính nguyện niệm Phật nghe Rồi vì sẽ thấy thay đổi liên tục liên tục liên tục Thờ những đức Không uống thuốc Chứ thời sau này uống nhưng mà thấy Người từ từ xài điện thoại te tu hết trơn thấy thì về tứ tung luôn Tại vì sao Trong gia đình bị quan tâm lo lắng cho người ta nhiệt tình Thì gia đình bị yên Nhưng bỏ bê người ta là nó Nhà mình nó nó, nó tán loạn hết nhà mình mà giờ ăn cơm mà không ai vô ngồi ăn nhà mình sẽ tán loạn nên từ nơi đó mà cái 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 có vật hiệu này mà nói là cái người tin mà tin sống tin chết tin mà quyết chí hiếm tìm nó thật sự bị hiếm tìm trong hiện tại cái cõi này hiện tại hiếm tìm nên những đức nói cái tính nguyện cái tính nguyện niệm phật là nó nằm ngay cái chỗ quý vị gặp nạn, vì mới biết được tính nguyện niệm phật. Còn tình bạn á, là nó tính vô cái lúc quý vị mà tan nhà mới biết tình bạn. À, sự chung thủy của vợ chồng á, là lúc quý vị ung thư quý vị biết nó chung thủy hay không. À, những điều như đức nói nó lạ lạ vậy đó. Quý vị mà nếu ai đã từng trải nghiệm thì quý vị sẽ hiểu liền nha. Nó tính nguyện niệm phật là nó gặp ngay sóng gió ba đào gặp bao nhiêu sự dụ dỗ nhiều cách Quý vị có tính hay không là lúc đó tính nguyện hay không, Thấy không? còn tình bạn là nó xảy ra lúc mình tan nhà tan nhà sập của nghe còn gặp nạn mà còn của cũng chưa nói lên gì về tình bạn chỉ mình còn của À, mình mới gặp nạn thôi Nhưng mình còn sự nghiệp Chưa nói lên gì tình bạn đâu Tình bạn là nói lên lúc quý vị không còn một cắt bạc trong túi ấy. Đó Lúc đó quý vị mới thấy Có tình bạn hay không Người nào đến với quý vị là tình bạn ừ. Tình bạn ấy. Mới đến cũng chưa nói lên gì nữa Tại vì mới đến Họ chưa hiểu nhiều Nhưng họ đến với mình từ 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 Họ thấy mình sạch sẽ Thấy mình đủ thứ chuyện xảy ra Lúc đó họ tránh mình là lúc đó Mới từ 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 quý vị biết tình bạn nó còn hay không. Còn vợ chồng chung thủy là lúc quý vị mà ung thư, thí nghiệm đi. Đó. Giờ người chồng thiệt thương quý vị, quý vị ra bị khám bác sĩ, nói bác sĩ bác sĩ cho tôi tờ giấy, nói là tôi bị ung thư thời kỳ cuối. Em về đưa tấm giấy cho chồng có bị không? em bị ung thư ung thư chỗ quan trọng thời kỳ cuối lúc đó, đó bây giờ thấy cái tình thương đó như thế nào nếu nó dặn chiều chuộng thương yêu rồi quan tâm đi làm tranh thủ về để quan tâm cho nàng vì nàng bị bệnh là vì thấy người chồng này tuyệt vời còn lúc vừa nghe vậy mà đi sớm về muộn không ngó ngàng đến mình không nhìn nhận cảm nhận gì của mình bệnh đau hết là biết rồi nhưng thôi vị ơi trong cuộc đời cũng không dám thử vì mình biết rồi thử gì nữa giờ <laughs> nên trong cõi này á pha hâm mộ hâm dọ được mình vì đừng có nói câu thử tại vì nạn đến với mình là nạn đến thôi chứ thử gì nó rất chảnh nhắc là thử gì nữa bây giờ nên có những người nổi tiếng khi họ chợt cái gì ra nói một câu thử sàn sảy coi còn ai không nói chơi vậy thôi thử gì vậy trời sống biết cái thử gì nãy giờ lúc như đức đương thờ bình thường như đức nói chơi người còn gì nữa quý vị nói chơi người còn gì nữa như đức nói những người bên cạnh như đức khi như sau này như đức gặp nạn không biết còn mấy người đúng không nó không biết bao nhiêu lần nói trực diện nói thẳng ngay họ luôn còn lúc quý vị vỗ tay um sùm như đức nó nói thẳng ngay quý vị trên trách điện luôn còn gì nói bao nhiêu lần rồi còn gì nó mấy bà họ hô hà vỗ tay dữ lắm với tư đồ nói ngồi phía trước đồ vỗ tay lắm sao này tôi có gì vậy nè còn bà hay không thì còn bà đó kìa bà còn kìa <laughs> nên còn được mấy bà ý nó còn mấy bà không phải là không còn mà còn được mấy bà mấy bà ngồi phía trước á ở đây cũng còn phía trước nè còn chứ không không còn nguyễn phương rồi đó <laughs> thấy chưa nó nên từ nơi đó không có buồn chắc gì hết quý vị nhưng mà chúng ta ngồi tâm sự chơi thôi để mỗi người mình khi mình gặp sự việc gì mình thấy nó nhẹ Chứ có gì đâu buồn cuộc sống thì cái cảm nhận và cảm xúc mỗi người cố gắng gìn giữ đó là việc của mình bản thân mình phải cố gắng gìn giữ thôi chứ để đánh mắt đi lương chi lương tâm của mình và sự bình an của mình thì mình đi tìm đâu bình an nữa tại vì đánh mắt rồi tìm đâu bình an là của mình nên mình phải giữ thôi à, giống như ai ăn lấy no mình ăn mình no thôi. mình cười mình hưởng thế vì mình khóc rồi mình chịu thôi Tiệt vọng thì mình đau khổ à, Vì nghe những điều này Không có ổn đâu quý vị ơi Trong chúng ta những người Mình sẽ gặp phải đó à, Hoặc là mình Cực lực mình nuôi con mình Mà sau này có khi con mình đó, Nó dùng những lời rất nặng nề Đối với mình đó Mình chuẩn bị hết đi Chuẩn bị cái hành trang gì cực lạc đi Thì ở cõi này dù có như thế nào Bản thân mình đều chịu đựng được nên cô quản tâm bình định đồ dẫn với bà già niệm phật đồ quá quý Để không cụ tập trung lên niệm phật rồi đặc biệt quá mà đồng xác rồi ha ngồi chung đồ hai cái điện thoại quay lượt lúc ghê quá Để không mấy bà cụ mà tập trung niệm phật thấy vui ghê cái vị quá đặc biệt luôn nên từ nơi đó những đức thấy này là ấm áp cõi lòng lắm rồi Cả đời mà được gì Ở đâu thì cứ gì cực lạc trước thì về đi Tu chung gì nè Đâu gặp mặt nhau thường xuyên đâu thì Bé Tư mà muốn về cực lạc Bà về trước đi Còn mai mốt ta về sau Gặp trên đó thấy không Vì Tư rồi đó Kim Quy rồi Không có chồng gì con gì mà Muốn về cực lạc đâu có ai gàng buộc gàng bó Gò bó ở đâu Ừ Nên mà diệu minh bến tre mà ra tới nước ngoài và tu được gì là quý lắm á không có giỡn đâu thấy ông chồng gì cũng được á hậu trì cho mình tu là cũng mừng rồi đó tôi xong vô chấp tay và cảm ơn bồ tát đã hộ trì cho em tu đúng không à, thôi gì chứ nó thật sự về cực lạc là tuyệt vời nhất quý vị ơi nói gì chừng ông biết sao cực cười cự nghe từ nơi đó hội trì trong gia đình mà có một bồ tát niệm phật đó, là đặc biệt lắm rồi những đức nói làm chồng mà có người vợ tu biết ăn chay niệm phật đó, là ông chồng nó đại phước báo nó cỡ nào nó cũng đâu ăn diện lè lẹt như người ta đâu đâu có xài ví đâu mỗi ngày nó lễ phật niệm phật lễ phật là cái đức gì sao mấy ông chồng mà không biết giữ Cái bà vợ như vậy là thôi mấy ông vừa tội mấy ông Thật sự luôn biết niệm Phật lấy Phật là mừng quá chèn rồi Cỡ nào niệm Phật lấy Phật cũng là hiền hậu Đâu dữ quá đâu Nhìn mà, mà cha mẹ của cô Kim Quy mà Ông bà cụ bà cụ tu thấy đúng là Tuổi già mà gì là phúc báo nghe ông cụ bà cụ Đẹp lão thấy không Thấy ông bà cụ có phúc báo ghê Tướng ông cụ lớn tuổi mà đẹp lão bà là Với bà cụ nữa không hai ông bà phải về cực lạc ngồi thường tâm sự nhau á à, tôi đi trước thì ông niệm phật đưa tôi đi còn còn ai đi trước thì 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 đối phương giúp nhau nghe không? đừng có khóc lóc mà lôi kéo tôi nghe bà, nghe ông nghe bà nói gì đó à, chỉ có gì cực lạc là đặc biệt nhất cái cụ ơi mình diền chiến đi cụ à với mấy nàng tiên cá ơi về cực lạc chiến đi nghe với mấy chàng công tử luôn thiện bây giờ nó cũng chịu tu dữ lắm nha thiện muốn về cực lạc không với ông di vương niệm chịu tu lắm nha thấy lúc nào cũng lên được hàng đầu cũng đầu tư lắm á thấy không nên từ nơi đó mà cố gắng lên quý vị để đời này mình về cực lạc na giống như là chẳng xưng làm gì làm á ngồi với niệm phật thấy chưa kệ làm gì làm cố gắng niệm thêm câu Phật hiểu quý vị ơi chứ bà diệu âm diệu vỗ rồi đó thấy tu ổn định á thấy mừng cho quý vị thôi bây giờ phải đà cho mình cái đầu tràng này quý vị nên mừng với bà thấy hà nội đó cố gắng niệm phật bà này niệm phật mà chợ được không mà dữ dằn lắm không nên người đi, đi, niệm phật cái nhân đức là đúng là nhiều bồ tát đó quý vị ơi đủ thứ loại thể loại bồ tát chứ Phương cũng là Bồ Tát đó Nên, nên cố gắng mà niệm Phật nghe không Quý vị đây đều là Bồ Tát không mà Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị Về cực lạc đi rồi Gửi ôm tất cả những chuyện Mà chúng ta đã qua nghe Lúc đó an lạc lắm Thôi hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi Ai với Đạo Phật <laughs> Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Rồi chúc vị an lạc nha <laughs>